nằm cách Hà Nội hơn 20 km, nhà máy Fancon tọa lạc tại khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô hơn 20.000 m2, công suất ước tính sẽ đạt 50 triệu lít sơn và 40.000 tấn bột chất tường một năm. Với mục tiêu là công ty số 1 trong công nghệ sản xuất sơn, Fancon sở hữu công nghệ sản xuất hiện đại của tập đoàn Fancon Mỹ, cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm, tiến hành nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đưa ra sản phẩm chất lượng cao phù hợp với môi trường khí hậu Việt Nam, luôn tuân thủ và đảm bảo theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Với quan niệm muốn phát triển bền vững thì các hoạt động sản xuất kinh doanh luôn phải đi kèm với việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, nhưng phải luôn đảm bảo chất lượng cho sản phẩm. Vật liệu xây dựng tại Việt Nam hiện nay muôn hình muôn trạng. Một mặt thì giúp cho giới kiến trúc sư chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp cận và đưa ra những giải pháp cho chủ nhà, chủ đầu tư được những cái sản phẩm mà mang tính đột phá, giúp cho chủ nhà có những sản phẩm công trình tạo dấu ấn cá nhân và đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ gu riêng của tôi. Lựa chọn cái này rất chính xác, tại vì là khi sử dụng rồi tôi biết thấy là sơn Fancon nó cũng rất là tốt và cái giá cả nó cạnh tranh được với các hãng sơn lớn. Ở một thời làm nghề về kiến trúc sư nói riêng cũng như là với anh em làm thi công công trình nói chung thì dòng sản phẩm Fancon hiện tại đang được chúng tôi rất là ưa dụng. Fancon có đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản và có chuyên môn cao, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, có kinh nghiệm cùng với đội ngũ dịch vụ kỹ thuật giàu kinh nghiệm. Trong đó hơn 30% có chứng chỉ giám sát quốc tế. Fancon sẽ tư vấn thiết kế và làm giám sát kỹ thuật cho khách hàng, bảo đảm chất lượng của sản phẩm cũng như độ an toàn cho công trình. Fancon có hệ thống mạng lưới đại lý phân phối sản phẩm rộng khắp cả nước. Với hơn 200 đại lý, Fancon sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi với phương châm khách hàng là số 1. Chính vì điều này, Fancon đã tạo được niềm tin đối với khách hàng. Về chất lượng thì chúng tôi làm cũng được gần một năm nay rồi. Để nói về chất lượng thì đến thời điểm này thì cũng có những ý kiến đóng góp để giúp cho sản phẩm tốt hơn. Nhưng với cá nhân tôi đánh giá thì thông qua gần 100 công trình chúng tôi thi công thì chất lượng là đã đạt yêu cầu và thậm chí còn trên rất nhiều những hãng sơn khác. Sơn Fancon,